Xin chào tất cả các em. Chào mừng tất cả các em đến với quyển sách tập 2 trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bây giờ bài của chúng ta, bài đầu tiên trong quyển sách tập 2 đó là Unit 11. This is my family. Tên đề bài này có nghĩa là đây là gia đình của tôi. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần Lesson 1, Activity 1, Look, Listen and Repeat. Nhìn, nghe và nhắc lại, được không nào? Và bây giờ cô sẽ cho các em nghe hai đoạn hội thoại của chúng ta ở đây. Sau đó cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách để có thể phát âm được từng từ này hoặc cả câu này. Rồi chúng ta cùng nhau luyện tập nhé. Các em đã sẵn sàng để lắng nghe chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Who's that man? He's my father. Really? He's young. B. And that's my mother next to him. She's nice. Em ơi, các em hãy nhìn trên màn hình nhé. Cô đã phiên âm cho chúng ta rồi. Và câu đầu tiên của chúng ta ở trong đề bài đó là This is my family. Đúng chưa các em? Với câu này thì chúng ta đã học mẫu câu đó là This is ở lần trước, với phần nối âm these và is ở đằng sau thành this is. Nên ở đây cô chỉ nói lại như vậy thôi. Các em sẽ học tiếp cái từ đằng sau đó là từ family, được không các em? Đây là từ có nghĩa là gia đình. Cô đã in màu cho nó là màu xanh đậm đấy các em ạ. Đó là từ family. Để phát âm được từ này thì chúng ta chú ý từ này có 3 âm tiết. Âm tiết đầu tiên là fa, e, fa. Em bẹt đấy các em ạ. Bẹt cái lưỡi của mình xuống. E, e, fa. Âm tiết thứ hai m. Âm tiết thứ ba li. Và cả ba từ sẽ, cả ba âm tiết sẽ đọc thành family. Family, family. Được chưa các em? Trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết đầu tiên. Fa, family, family. Được chưa các em? Đôi khi các em sẽ nghe thấy người ta đọc từ này là fa, family, family. Sẽ đọc thành family. Nghe như kiểu âm A mấy các em ạ. Family, family. Hoặc ở đây cô đọc là family, family, family. Đều được các em nhé. E hay là A đều được. Family hoặc family đều ok. Và trong câu này thì chúng ta sẽ nhấn mạnh vào từ fair cao hơn hẳn. Và từ this cũng là một từ phải nhấn mạnh trong câu. Còn những từ còn lại thì nó sẽ đi xuống một chút các em nhé. Và cả câu của chúng ta sẽ thành This is my family. This is my family. This is my family. Được chưa các em? Đó là ngữ điệu đi lên đi xuống của chúng ta, như hình mà cô đã vẽ ở trong phần mà các em nhìn thấy trên màn hình đó. Ok, vậy là xong phần tiêu đề của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của bài. Cái câu của chúng ta đây đó là câu hỏi Who's that man? Who's that man? Các em có nhìn được cái câu số 2 của chúng ta đó không? Câu đó của chúng ta bắt đầu bằng từ Whose. Có chữ Z, chữ Z đấy các em ạ. Là vì nó có cái chữ S ở bên trên. Các em có nhìn được không? Như cô đã in màu đỏ cho cái chữ Z ấy, và cái chữ S ở bên trên. Đó là từ whose. Còn nếu không có chữ S đó, tức là cái từ viết tắt là who is, thì chúng ta sẽ chỉ đọc là who. Who. Các em có để ý không? Ở bên trên từ người ta viết thì có chữ W, nhưng ở bên dưới khi phiên âm ra thì lại không có chữ W đó nữa, đó nữa, đúng không các em? Vậy thì từ đó mình gọi là bị câm chữ W và chỉ đọc là whose, who, who, được không các em? Chỉ đọc h, u, who. Ok, từ who này có nghĩa là ai, là đó là ai. Từ who ấy có nghĩa là ai, để hỏi ai, được chưa các em? Còn từ that thì các em đã học rồi, đó là kia là. Còn từ thứ ba chúng ta học đó là từ man. Man.
Từ này để đọc được nó chúng ta bẹt cái lưỡi xuống. And man. Và cả câu sẽ đọc thành Who's that man? Who's that man? Các em có thể không đọc cái từ t, từ that, để cho câu của mình nó mướt hơn. Đây là một phần được coi là nuốt âm, các em ạ. Có thể nuốt được cái âm t ở sau từ that. Nhưng nếu mà đọc chậm thì chúng ta vẫn đọc cái từ đó ra, không cần nuốt các em nhé. Who's that man? Hoặc who's that man? Ok, được không các em? Người đàn ông kia là ai? Man, người đàn ông. Who là ai? Được không các em? Ok. Và câu trả lời cho nó đó là He's my father. He's my father. Các em nhìn được không? Từ đầu tiên của chúng ta He's có âm z, đúng không nào? Và từ my của tôi, father, father, bố. Cái từ father có nghĩa là bố đấy các em ạ. Father. À, các em có nhìn thấy cái chữ mà cô in nó ở giữa màu đỏ không? Z, đúng không? Các em còn nhớ từ này phải thè lưỡi ra để đọc không? Cổ của mình rung đấy các em ạ. The father, father. À, trọng âm của này rơi vào từ fa nên đọc là father. Cả câu của chúng ta sẽ là He's my father. Được chưa các em? Ok. Ở trong bài của chúng ta có học một câu hỏi để hỏi lại người khác xem điều đó có đúng hay không. Đó là really. Really. Từ này đọc là really. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Really. Được chưa các em? Âm ear, rear và âm li, li. Really. Really. Được chưa? Đó là một từ khi đọc bình thường. Còn nếu vào một câu mà chúng ta muốn hỏi lại người khác, chúng ta hỏi với vẻ ngạc nhiên, thì chúng ta sẽ lên giọng cho từ đó thành really? Really? Thật sao? Được không? Nhưng nếu chúng ta không cần phải quá nhấn mạnh, tức là không quá ngạc nhiên ấy, thì chúng ta chỉ nói là really? Really? Được chưa các em? Vậy ngữ điệu của nó sẽ rất linh hoạt đúng không nào? Tùy thuộc vào cảm xúc của chúng ta để chúng ta có thể nói được từ này really hoặc really. Ok, thật sao? Để hỏi lại nhé. Và ở đằng sau đó chúng ta có học một câu đó là He's drunk. He's drunk. Các em nhìn thấy cô phiên âm ở phần đầu tiên có từ he's kết thúc bằng âm z. Các em đã biết rồi. Và từ kia là từ young. Young. Young có nghĩa là trẻ các em ạ. Vậy ông ấy trẻ đúng không nào? Nhưng cái chỗ đấy chúng ta có một chút nối âm, âm z nối với âm y ở đằng sau sẽ thành âm ear. Và he young, he young, he young, ông ấy trẻ. Được chưa các em? Đó. Còn phần B của chúng ta thì có một câu đó là gì nhỉ? And that's my mother next to him. Các em chú ý trong câu này, chúng ta sẽ phải lưu ý về từ đầu tiên là từ that's. That's. Bình thường từ that của chúng ta ấy có âm t là kết thúc đúng không các em? Nhưng ở đây chúng ta sẽ bỏ nó đi để chúng ta đọc được chữ s ở đằng sau cho nó dễ hơn. Nếu đọc thành that's thì rất mệt các em nhỉ. Thế thì chúng ta sẽ đọc là that's. That's. Nhưng đừng quên thè lưỡi ra và đọc that's. Được chưa? My. Mẹ của chúng ta được đọc là gì nhỉ? Mother. Mother. Từ ở bên từ giữa của chúng ta cũng thè lưỡi ra đúng không? The. Mother. 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 My mother. Được chưa các em? Và cái cụm từ cuối cùng mình cần lưu ý đó là cụm từ next to him. Đó là đọc riêng từng từ một thì chúng ta sẽ đọc rõ như vậy. Nhưng nếu như chúng ta đọc cả vào câu thì chúng ta sẽ không đọc từng từ như vậy các em nhé. Các em chú ý này, khi mà đọc vào câu thì chúng ta sẽ phải đọc như sau. Cái từ của chúng ta là từ next. Next. Nó có âm s ở đằng sau, đọc là next. Next. Chưa? Từ to chúng ta sẽ đọc thành t. Và sẽ đọc cả hai từ đấy liền vào với nhau thành
next, 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 st, trượt nhẹ sang nhau các em ạ. Next, next. Và từ him chúng ta sẽ đọc rất nhẹ thành him, him, gần như là bỏ chữ h đi các em ạ. Có thể bỏ hoặc có thể giữ, nhưng từ đấy chúng ta sẽ đọc cực kỳ nhẹ him, và sẽ đọc các cụm thành next to him, next to him, next to him, next to him. Và cả câu của chúng ta là that's my mother next to him, that's my mother next to him. Được chưa các em? Rất là dễ đúng không? Kia là mẹ của tôi, cạnh ông ấy, ở cạnh ông đấy. The next to, next to là bên cạnh, him là ông ấy, để chỉ người bố mà chúng ta đã nói đến trước đó. Được chưa các em? Trong bài của chúng ta thì sau khi cái câu giới thiệu về mẹ thì có một câu được để khen mẹ, đó là gì nhỉ? She's nice, she's nice. Từ này she's, khi đọc các em sẽ phải chu cái môi ra đằng trước các em nhé, và đọc ra giống như kiểu lúc chúng ta yêu cầu ai đó im lặng ấy, đúng không nào? Và khi đó chúng ta sẽ đọc thành she's, she's, she, she, she. Nhớ phải chu môi ra các em nhé, và đọc mạnh lên để hơi ra, cổ chúng ta thì không rung. She, nice. Từ nice các em học rồi đúng không? Chú ý cho cô có âm âm ở đằng sau nice, và cả câu đấy sẽ đọc thành she's nice, she's nice. Đúng chưa các em? Bà ấy xinh đẹp, bà ấy hoặc cô ấy xinh đẹp, nói về mẹ đấy các em ạ. Ok, vậy là chúng ta đã xong các câu của mình rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập nhá. Sau khi các em đã được cô dạy cách để có thể phát âm từng từ và phát âm cả câu của mình, thì chúng ta sẽ cùng nhau xem chúng ta luyện tập từng câu như thế nào. Ok. Nào, bức tranh A. Who's that man? Các em còn nhớ cách cô hướng dẫn đọc từ này không? Bẹt cái lưỡi xuống đúng không nào? Và đọc man. Who's that man? Đúng chưa? Đến lượt các em. He's my father. He's my father. Các em nào? Đúng rồi. Really? He's drunk. Đến lượt các em. Rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần B nhá. B. And that's my mother next to him. And that's my mother's next to him. Các em còn nhớ cách mà cô hướng dẫn các em, đó là từ này đọc thật nhanh lên và từ him này đọc rất là nhẹ không? Và nhấn mạnh vào từ my mother, đúng chưa? And that's my mother next to him. Nào đến lượt các em. Rồi. She's nice. She's nice. Các em đừng quên âm s ở cuối cùng của từ nice các em nhé. She's nice. Được chưa? Rất là tốt. Vậy chúng ta đã xong phần số 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần số 2 các em nhé. 2. Point and say. Ở đây chúng ta sẽ vận dụng cấu trúc để hỏi who's that? Đó là ai? Và trả lời bằng he's hoặc she's cộng với từ my. Ở đây chúng ta có các bức tranh A, B, C, D, E, F. Và nhiệm vụ của chúng ta đó là phải ghép tên, ghép các danh từ này vào với vị trí trống ở đây, được không các em? Để ghép được, tức là để chỉ và nói được, thì chúng ta sẽ phải học cách nói các từ này như thế nào, đúng không nào? Vậy cô và chúng ta cùng tìm hiểu xem cách phát âm những từ này ra sao nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nhá. Mình cùng nhìn trên màn hình nhá. Các em thấy đấy, cô đã chia cái câu hỏi của chúng ta là cái phần ở bên trên này với câu hỏi đó là who's that? Who's that? Kia là ai, đúng không? Và để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta có hai phần cô đã chia ra, đó là chủ ngữ là he's hoặc chủ ngữ là she's.
nếu chủ ngữ là he's, tức là để chỉ những người ông ấy, anh ấy, cậu ấy, những người là nam. Còn với she's thì chúng ta sẽ dùng với câu để chỉ bà ấy, cô ấy, chị ấy, những người là nữ, đúng không các em? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ xem những cái từ này he's và she's sẽ ghép với từ my là của tôi, đúng không? Của tôi hoặc của tớ. Và cộng với một cái danh từ đứng ở đằng sau. Danh từ đó là để chỉ những người thân trong gia đình của mình, đúng không? Các em hãy nhìn cái cột đó, gồm có ông này, có bố này, có anh này, có mẹ này, có bà này, rồi có chị này, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ học từng từ một thêm những cái từ chỉ người thân trong gia đình đó nói như thế nào nhé. Các em hãy nhìn từ đầu tiên của chúng ta, đó là từ ông. Từ ông đó là từ ghép bởi hai từ, một từ là từ grand và một từ là father. Và trong âm của nó rơi vào âm tiết đầu tiên, nên chúng ta sẽ đọc cái âm tiết đó mạnh hơn một chút, thành grandfather. Grandfather, grandfather, grandfather. The đi xuống các em nhé. Grandfather, grandfather. Đó là ông của em ạ. Ông tức là bố, tức là chính là bố của bố mình, hoặc là bố của mẹ mình, đúng không nào? Vậy chúng ta ở bên nước ngoài thì họ sẽ gọi chung là grandfather. Một từ khác cũng để gọi ông đó là từ grandpa. Grandpa. Vậy là chúng ta có hai cách để gọi ông, đúng không nào? Cái từ grandpa thì dùng để gọi một cách thân mật các em ạ. Tức là khi mà gọi ông ơi ấy, grandpa. Còn để mà giới thiệu ông mình với một người khác thì chúng ta có thể dùng một từ đó là grandfather. Hai từ này đều có nghĩa là ông. Và như các em nhìn thấy ở trên màn hình đấy, thì cô đã viết cái dấu gạch chéo đó, chính là hoặc là từ này hoặc là từ kia, grandfather hoặc là grandpa. Được chưa các em? Rồi, thế còn từ bố của chúng ta thì sao? Từ bố hoặc có nhiều nơi sẽ gọi là cha đấy, thì chúng ta sẽ dùng từ đó là father. Father, father. Các em có để ý không? Cái từ the phải thè lưỡi ra, đúng không? Father, father, đúng chưa? Bố của mình. Hoặc là chúng ta sẽ dùng một cái từ để gọi một cách thân thiết, thân mật, đó là từ dad, dad. Chữ của chúng ta, cái âm này có âm d, ad, dad, dad, được chưa? Bố. Và anh trai hoặc em trai thì chúng ta sẽ dùng từ brother, brother. Các em ạ, brother để chỉ cả anh trai và em trai nhé. Rồi, với ba từ này là chỉ những người nam, cho nên chúng ta sẽ dùng với từ he's, my, được chưa? Còn cái phần ở bên dưới ba từ còn lại sẽ là chỉ những người nữ, nên chúng ta sẽ dùng she's, my, được chưa? She's my, gì đó, my mother, được chưa? Từ bà của chúng ta sẽ được đọc như sau: grandmother, grandmother. Chỉ khác với cái từ ông một chút là cái âm ở giữa, thay vì là for thì chúng ta sẽ là thành từ mà, đúng chưa? Grandmother, 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 mother. Nhớ xuống giọng các em nhé, grandmother, được chưa? Grandmother. Hoặc từ thân mật của chúng ta thì sẽ gọi là grandma, grandma, grandma. Ok, các em chú ý cái cách gọi thân mật của chúng ta như vậy nhé. Còn mẹ chúng ta thì gọi là mother, mother, mother. Cũng the thè lưỡi, đúng không? Cứ cái chỗ nào mà in cái cô có cái chữ màu đỏ đó thì chỗ đó chúng ta phải thè lưỡi ra, the mother. Từ để gọi thân mật cho mẹ là gì các em nhỉ? À, đó là từ mom, mom, mom đấy các em ạ, mom, mom, mother hoặc mom. Good. Và từ cuối cùng của chúng ta, chị gái hoặc em gái, đó là sister, sister. Các em chú ý từ sister của chúng ta ở chỗ giữa có chữ s, chúng ta cũng phải ngừng lại để đọc cái từ đó một chút, sister, chưa? Sister, sister, đừng quên chữ s ở giữa nhé, sister, sister, được không các em? Vậy chúng ta sẽ cùng ghép vào cả tất cả các câu này nhé. Who's that? He's my grandfather. He's my father. He's my brother. She's my grandmother.
She's my mother. She's my sister. Được chưa các em? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại phần sách giáo khoa của mình nhé. Các em ơi, chúng ta sẽ cùng nhau chỉ và nói nhé. Với câu của chúng ta đó là Who's that? Và câu trả lời he's hoặc she's cộng với từ my, chúng ta sẽ cộng với các từ ở đây, được chưa? Chúng ta sẽ ôn lại một lượt các từ này trước rồi mới ghép sau nhé. Grandfather, grandmother, father, mother, sister, brother. Who's that? He's my grandfather. Who's that? She's my grandmother. Who's that? He's my father. Who's that? She's my mother. Who's that? She's my sister. Who's that? He's my brother. Được chưa các em? Các em sẽ tự mình chỉ và nói theo các câu mà cô đã hướng dẫn như vậy nhé. Số 3 của mình là gì các em nhỉ? 3. Let's talk. Chúng ta cùng nhau nói đúng không? Và vẫn áp dụng cấu trúc hỏi who's that? Và trả lời he's hoặc she's cộng với my. Đúng chưa nào? Em hãy nhìn qua bức tranh ở đây. Chúng ta có ông này, bà này, bố này, mẹ này, anh trai này và bạn đấy đúng không? Đó. Linda. Bạn Linda, đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ cùng hỏi nhé. Chúng ta sẽ chỉ vào từng người một và chúng ta hỏi, được không các em? Nào. Who's that? He's my grandfather. Who's that? She's my grandmother. Who's that? He's my father. Who's that? She's my mother. Who's that? He's my brother. Em chú ý nhé, ở đây nếu như mà cô chỉ là, cô hỏi là who's that, có nghĩa là kia là ai, nhưng mà cô lại chỉ vào từng người ở đây. Mục đích cô chỉ từng người ở đây là để cho các em có thể hiểu được là cô đang chỉ cụ thể vào người nào để trả lời cho cụ thể nhé. Chứ không phải là chúng ta chỉ như thế thì chúng ta sẽ hỏi bằng who's that đâu. Nếu chính xác ra thì phải hỏi câu này, nó là who's this, who's this, đây là ai mới đúng. Nhưng tại vì câu của người ta yêu cầu chúng ta luyện phần đó là who's that, cho nên cô nói câu là who's that cho các em cùng luyện tập. Em hiểu chưa? Còn ngoài ra chúng ta vẫn có thể hỏi who's this, who's this, đây là ai, who's this, và vẫn trả lời là he's hoặc she's như bình thường các em nhé. Hy vọng là các em có thể nói tốt phần này được. Ok, cùng chuyển sang phần số 4 các em nhé. Phần số 4 của chúng ta đó là gì? Listen and tick. Đúng chưa? Nghe và đánh dấu tích. Trước khi nghe thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua các bức tranh mà chúng ta sắp được nghe để có thể đoán được xem nội dung của họ sẽ chuẩn bị nói về điều gì, hoặc chúng ta sẽ phải phân biệt điều gì giữa các bức tranh này. Thì như vậy chúng ta mới dễ dàng tích được khi mà lắng nghe, đúng không các em? Ok, vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bức tranh số 1. Bức tranh số 1, chúng ta có 3 bức tranh ở đây. Cô xin lỗi, hình số 1, câu số 1, chúng ta có 3 bức tranh ở đây. Đó là bức tranh về ông đúng không? Vậy thì chắc chắn các em sẽ nghe được grandfather, đúng chưa? Còn bức tranh số 2 ở đây sẽ là father. Còn đây sẽ nghe được là brother, đúng không các em? Đó, các em chuẩn bị chút tâm lý để chúng ta có thể đoán được khi mà vào từ nào cái là chúng ta có thể tích ngay vào được, đúng chưa? Còn phần số 2 chúng ta có đây, một người đang nấu ăn. Chắc là mother, đúng chưa? Mẹ đấy. Còn đây, grandmother, bà đúng không nào? Bà. Sister, chị hoặc em, đúng chưa? Câu số 3 của chúng ta có ai đây các em? Đây chắc là father, đúng chưa? Thế còn đây, brother. Và đây,
À, đó là grandfather, đúng chưa? Grandfather. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe từng câu một xem người ta nói về bức tranh nào các em nhé. Các em sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Listen and tick. One. Who's that man? He's my father. Really? He's young. Các em chọn được chưa? À, câu của người ta hỏi đó là gì? Who's that man? He's my father. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ chọn ngay vào đây là father. Đúng chưa? Và các em còn nghe được câu đằng sau không? Really? He's young. Đúng chưa? Ok, vậy là xong câu 1. Chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Cùng lắng nghe xem là mother, grandmother hay sister nha. 2. And who's that woman? She's my mother. She's nice. Thank. Các em nghe được chưa? Oh, vậy là chúng ta đã xong phần chúng ta đã nghe xong phần số 2. Vậy chúng ta đã đoán được đấy là ai chưa? Who's that woman? He's my mother. Đúng chưa? Cô xin lỗi. She's my mother. Vậy đây mother chúng ta sẽ chọn vào là A, đúng chưa? Người mẹ đây. Và cái câu của chúng ta who's that woman có nghĩa là người phụ nữ kia là ai, đúng chưa các em? Và có một câu đằng sau khen là she's nice, đúng chưa? Và bạn ấy còn có cái câu là thanks, cảm ơn đấy các em ạ. Ok, mình cùng xem câu số 3 của chúng ta là gì nhé. 3. And that's my grandfather. He is nice too. And that's my grandfather. Đúng chưa? Grandfather, vậy là đây sẽ là bức tranh C đúng không các em? Em có nghe được từ grandfather không? Là he's nice too đấy. Em nghe tiếp xem còn hai câu nữa đằng sau xem là gì nhá. But he isn't young. He's old. But he isn't young. He's old. Em có biết nghĩa nó là gì không? He isn't young. Nhưng ông không còn trẻ nữa. He's old. Ông đã già rồi. Đúng chưa các em? Vậy là chúng ta đã xong cả ba câu ở trong phần listen and tick. Chúng ta sẽ nhanh chóng chuyển sang phần số 5 các em nhé. Số 5 của chúng ta rồi. Activity 5. Read and complete. Đọc và hoàn thành, đúng không các em? Vậy trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn bức tranh này đã. Bức tranh về một gia đình đúng không nào? Và chúng ta sẽ có 4 câu để miêu tả ở đây. Người ta đã làm cho mình một câu ví dụ ở phần 1 rồi. Vậy chúng ta chỉ còn 3 câu còn lại thôi. Đúng chưa nào? Ok. Vậy thì hãy xem câu số 1 người ta làm cho mình này. 1. This is a photo of my family. À, ở trong bài này chúng ta sẽ học những từ người ta gọi là tính từ sở hữu các em ạ. Như ở đây các em thấy này, my, her. Đó. Và nhân tiện đây thì cô sẽ dạy cho các em về cách dùng các tính từ sở hữu để nói về một người nào đó sở hữu cái gì, hoặc là cái gì thuộc quyền sở hữu của ai. Thì chúng ta sẽ cùng nhau học đã nhé. Xong rồi chúng ta sẽ quay lại để chúng ta điền vào đây, xem chúng ta điền các phần này như thế nào. Ok, em sẵn sàng chưa? Cùng nhau học phần lý thuyết trước nhá. Nhìn trên màn hình nhá, cô đã viết cho chúng ta những từ để chỉ sở hữu rồi đó. Bài của hôm nay chúng ta có khá nhiều kiến thức đúng không nào? Nhưng mà càng nhiều kiến thức thì chúng ta sẽ càng vận dụng được vào các bài tập tốt hơn. Vì thế cho nên cô vẫn phải cung cấp cho các em các kiến thức này để các em có thể sử dụng ở trong cuộc sống và trong cả các phần nói ở trên lớp của mình nữa đấy các em ạ. Vậy các em hãy nhìn xem, chúng ta có các tính từ sở hữu ở một cột và danh từ ở một cột. Và như thường lệ thì cô sẽ giải thích cả tiếng Việt ở bên cạnh các cái từ đó nữa. Như các em đã thấy ở trên màn hình đó, thì các em hãy nhìn xem cái cột tính từ sở hữu đó. Cái tính từ sở hữu bao gồm những từ đó là my, her,
his, our, your, their. Và một số từ khác ở bên dưới. Một lát nữa cô sẽ nói. Thì những từ đấy được gọi là tính từ sở hữu, để chỉ là của ai đó. Ví dụ my của tôi, her của cô ấy, his của chú ấy, của ông ấy hoặc của anh ấy. His, các em đọc nhìn có đọc được không? His có âm z ở cuối các em nhé. Từ tiếp theo là của chúng tôi, đó là our. 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 Hai âm tiết đúng không nào? Our. Our. Our chuyển sang our. 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 Được chưa? Của chúng tôi. Còn của họ được đọc là their. Their. Thế lưỡi đúng không các em? Their. Their. Ok. Their. Của họ. Thế còn nếu là của một bạn nào đó có tên riêng, ví dụ như là của bạn Mai chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng một cái dấu phẩy và một chữ S ở đằng sau. Thế thì người ta cũng gọi đó là sở hữu các em ạ. Của bạn Mai. Mice. Mice. Các em nhìn thấy không? Mice. Mice. À đấy các em nhìn, có chữ phẩy và chữ S, thế là xong thành của ai đó, đúng chưa? Hoặc ví dụ như là bên dưới của bố tôi, thì có từ my father là bố tôi rồi, thì thêm dấu phẩy và thêm chữ S đằng sau nữa, chúng ta sẽ có của bố tôi. Vậy các em nhìn các em nhận ra được ngay, đó là cứ có phẩy và có S ở sau cái danh từ đó thì chúng ta sẽ thể hiện rằng của người đó, đúng không các em? Đó, vậy một loạt các tính từ sở hữu đó sẽ đứng trước một danh từ để thể hiện rằng cái danh từ đó thuộc về ai, tức là cái đồ vật hoặc là cái gì đó thuộc về ai. Ví dụ như là từ family là gia đình của chúng ta, thì ý nói là gia đình của ai? Gia đình của tôi thì sẽ nói là my family, đúng chưa? Gia đình của cô ấy, her family. Gia đình của anh ấy, his family. Gia đình của chúng tôi, our family. Gia đình của họ, your, cô xin lỗi, their family. Gia đình của bạn, your family, đúng chưa? Hoặc gia đình của my, my's family. Gia đình của bố tôi thì sẽ là my father's family, được không các em? Tương tự với những cái từ danh từ khác, ví dụ như là từ name, từ book, tất cả những danh từ chỉ sự vật, sự việc mà chúng ta được học rồi thì chúng ta đều có thể ghép sau những cái danh từ, cô xin lỗi, ghép sau những tính từ sở hữu này để thể hiện sở hữu của ai, được không nào? Đấy, ví dụ như là sách của tôi, my book. Sách của bạn, your book. Your book, đúng chưa? Sách của cô ấy, her book. Sách của cậu ấy, his book. Sách của chúng tôi, our book. Sách của họ, their book. Sách của my, my's book. Đừng quên chữ dấu phẩy ở trên và chữ S ở dưới, đằng sau, để thể hiện sở hữu của một bạn nào đó các em nhé. Đó. Vậy là các em đã hiểu cách để chúng ta hình thành được cái sở hữu này chưa? Ok, vậy cái việc sở hữu này sẽ trở nên rất dễ dàng khi mà chúng ta nắm được các nguyên tắc như vậy và nắm được các từ đó nữa, đúng chưa? Vậy các em sẽ vận dụng những cái kiến thức mà cô đã giảng này vào trong phần nói và phần viết, hoặc là các phần là các em học ở trên lớp nhé. Hy vọng là các em có thể hiểu rõ và hiểu kỹ phần này để có thể vận dụng tốt được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại phần 5 của chúng ta nhé. Ok, sau khi các em đã biết cách dùng của những trường hợp như là mys hay là her, thì chúng ta đã có thể điền vào đây những từ như thế nào rồi, đúng không? Chúng ta sẽ cộng với danh từ ở sau. Number 2, the man is. The man chính là người đàn ông các em ạ. Người đàn ông. Người đàn ông is her. Đây. Her father, đúng không các em? À vậy chúng ta sẽ điền được vào đây là father. Ok. Number 3, the woman is her. The woman is her. Woman ở đây là gì các em nhỉ? Woman. Woman là người phụ nữ các em ạ. Và is her. Her. À chính là mother. Chính xác đó các em. The woman is her mother. Good job. And number 4, and the boy is her. The boy is her. À chính xác là brother. Đúng chưa các em? Vậy chúng ta đã có thể điền vào đây brothers, đúng chưa nào?
Rất tốt. Vậy là chúng ta vừa học được cách nói về sở hữu này, vừa học được cách làm sao để vận dụng được nó vào trong câu, đúng chưa? Lại học thêm được hai từ mới, đó là man, người đàn ông, và woman, người phụ nữ, đúng chưa? Hy vọng các em có thể nhớ được từ này và sau đó vận dụng được vào các câu của mình nhá. Cùng nhau chuyển sang phần số 6 nhé. Activity 6, let's sing. Cùng nhau hát. Bài hát của chúng ta hôm nay có tiêu đề là A Happy Family, một gia đình hạnh phúc. Happy ở đây là từ mới đối với chúng ta, đúng không? Happy là vui vẻ, hạnh phúc các em ạ. Và cả bài của chúng ta nói về một gia đình đấy. Happy, happy, happy father. Happy, happy, happy mother. Happy, happy, happy children. Happy, happy, happy family. Yes, 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 yes. We are a happy family. Yes, 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 yes. We are a happy family. We are a happy family. Đúng không các em? Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem bài hát của chúng ta như thế nào nhá. Let's sing A Happy Family.